Giờ này xin thành kính cung thỉnh sư Thanh Minh đại vì cho chư tăng ban bố cho hàng Phật tử đôi lời pháp ngữ để các Phật tử y vào lời dạy của chư tăng tinh tấn tu tập. Một lần nữa xin được thành kính cung thỉnh sư. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử về tham dự buổi lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Thượng Điền, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thì vào những cái ngày này, theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm trở lại đây, thì cái ngày rằm tháng 7 luôn khắc ghi trong tâm trí của những người con nhớ về những cái công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, cửu huyền, thất tổ. Thì cái ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa là cái ngày giải thoát khỏi địa ngục. Thì trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy ra những cái con đường để đi đến giải thoát khổ đau. Trong những cái nỗi khổ đau thâm sâu nhất, đó là những cái nỗi khổ đau ở trong địa ngục. Nếu như những người nào khi còn sống ở trên đời tạo đủ những ác nghiệp về thân, có sự sát sinh, trộm cắp, tà dâm, về khẩu có những cái sự nói dối trá, có những cái lời nói chia rẽ, có những lời nói độc ác, có những lời nói phù phiếm nhảm nhí, và trong tâm ý người ấy có những cái sự tham lam, có sự thù hận, sân hận và có tà kiến si mê, cho rằng không có đời này, không có đời sau, không có đời quá khứ, không có đời tương lai, làm việc thiện không có quả báo an vui, làm việc ác không có cái quả báo khổ đau. Đấy là một cái sự tà kiến mê nầm, chính do cái tà kiến ấy cho nên người ta ở trên đời sẵn sàng làm những cái điều tội lỗi mà tưởng rằng không có tội. Vì vậy cho nên mới tạo đủ những cái ác nghiệp và khi chết phải đọa vào những cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Và cái ngày rằm tháng 7 được gọi là ngày Vu Lan báo hiếu, điều ấy để nhắc nhở cho những người con hãy nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến ông bà tổ tiên của mình, chớ để cho cha mẹ phải đọa vào địa ngục, chớ để cho ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ của mình phải đọa vào địa ngục, và có con đường, có giáo pháp, có đạo nộ, có thể cứu độ, có thể tế độ, giải thoát những người thân yêu của mình khỏi những cái cảnh khổ đau, đi đến cái sự an vui giải thoát. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật có dạy rằng với một cái người con có thể an trú cha mẹ của mình vào những cái tài sản tối thượng, vào những cái quyền lực tối thượng, vào những cái danh vọng tối thượng, như có thể được làm đến vua chuyển luôn thánh vương, có đầy đủ những niềm vui thú ở trên đời, thì những cái sự báo đáp thâm ân ấy chưa đủ. Những sự báo đáp như vậy là chưa xứng đáng. Như vậy thì một người con hiếu hạnh, mình dù có nỗ lực cố gắng làm ra nhiều tài sản vật chất đưa về phụng dưỡng cha mẹ và nghĩ rằng cha mẹ sẽ an vui, sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như mà mình không hiểu rằng cha mẹ mình cái niềm an vui ấy nó được bao lâu, có lâu dài, có trường kỳ mãi hay không, nếu mình không hiểu cái đạo lý ấy mà mình chỉ biết chạy theo cái niềm vui thú giả tạm ở trên đời thì mình vẫn chưa phải là những bậc đại hiếu như những bậc thánh nhân có thể độ thoát cha mẹ mình khỏi khổ đau, hay như Đức Phật có thể nên đến cung trời đao nợi để thuyết pháp độ cho mẫu thân chứng ngộ niết bàn giải thoát. Như vậy thì mình có đem lại cái niềm vui ở hiện tại này thì cũng chưa thể báo đáp được thâm ân của cha mẹ,
Vì vậy, Đức Phật có dạy rằng nếu như một cái người con biết rằng cha mẹ mình không có đức tin thì hãy hướng dẫn, hãy động viên, hãy khuyến khích, hãy an trú cha mẹ để cho cha mẹ mình có đức tin. Làm được như vậy là đã xứng đáng, là đã đầy đủ cái hạnh báo hiếu, là đầy đủ cái hiếu hạnh của một cái bậc có trí tuệ. Vậy thì làm sao để cho cha mẹ có được cái đức tin, tin rằng là tất cả những cái hành động nó có thiện, có ác. Nếu như mà một người biết làm những cái việc thiện thì sau này sẽ được sanh về cái cõi an lành, thoát khổ đau, tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Những điều ấy phải tránh xa, từ bỏ tham lam, từ bỏ sân hận, từ bỏ đi những tà kiến. Những điều ấy cần phải tránh xa. Có làm được như vậy thì mới thoát khỏi những cái nỗi khổ đau đang trực chờ sau khi thân hoại mạng chung. Vậy thì những người con ấy cần phải hướng dẫn cho cha mẹ đến gặp Phật Pháp. Có gặp Phật Pháp, có quy tam bảo thì mới được nghe giáo Pháp, mới có thể hiểu được cái đạo lý, thế nào là cái con đường đi đến an vui, thế nào là cái con đường đi đến khổ đau, mới biết con đường nào nên tránh, cái con đường nào nên đi. Và đó là cái phận sự của những cái người con Phật, của những người con hiếu hạnh. Nên Đức Phật dạy rằng cần phải an trú, cần phải hướng dẫn khuyến khích cha mẹ hướng đến tam bảo Phật Pháp Tăng, quy tam bảo. Và nếu như mà một cái người con ở trên đời mình có cái mong muốn rằng muốn cho cha mẹ được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, có trí tuệ, mình có thể làm được điều đấy nếu như mình biết được những cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự an vui, nếu như mình biết những cái nguyên nhân nào, cái con đường nào sẽ dẫn đến khổ đau. Còn những người không có học đạo, mình không có tu tâm, mình không có hiểu giáo Pháp, không có trí tuệ, sẽ tin vào những cái điều tà kiến mê lầm ở trên thế gian, thì những người ấy chỉ say sưa hưởng thụ những niềm vui ở hiện tại này, hoặc là vì cái tình cảm luyến ái thân thương, hay vì bản thân mình và những người thân mà sẵn sàng làm những cái việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi mình đem những cái niềm vui ấy hướng dẫn cho những người thân mình đắm nhiễm vào những cái tội lỗi và những niềm vui ấy, và cha mẹ mình không tránh xa được những cái con đường ấy thì sẽ đi đến khổ đau. Còn một người có học đạo, có tu tâm, có hiểu được cái giáo Pháp, biết phân biệt được cái con đường tránh tà, thì hãy khuyến khích cha mẹ tránh xa những cái điều tội lỗi. Tránh vậy thì cái người ấy cần phải hướng dẫn cho cha mẹ biết quy tam bảo, thọ trì năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đó cũng là cái lời dạy, là cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Còn ở người thế gian, do không hiểu được con đường ấy, nghĩ rằng muốn được bình an, muốn có cái sự an vui hạnh phúc, cần phải đi lễ bái cầu xin những cái đấng thần linh thiêng liêng sẽ ban cho mình được sống lâu mạnh khỏe, được an vui, và khi chết thì cúng bái để mong rằng có được cái thần lực, có được cái tha lực thần quyền sẽ cứu độ được cha mẹ thoát khỏi khổ đau. Thì những cái điều ấy là những cái điều ảo tưởng mê lầm, không đúng với giáo Pháp, không đúng với lại những lời dạy của Đức Phật. Mà những cái lời dạy của Đức Phật đó là muốn cho cha mẹ được an vui thì cần phải hướng dẫn cho cha mẹ tránh xa những cái điều tội lỗi ấy. Vậy thì những cái người cha mẹ mà muốn cho con cái mình cũng được, cũng trở thành những cái người con hiếu hạnh, thì cha mẹ cũng cần hướng dẫn cho con cái đến với Phật Pháp, biết quy tam bảo, biết thọ trì những cái giới hạnh. Khi con cái đã hiểu được những cái giáo Pháp của Đức Phật, có học đạo tu tâm, mới biết được cái con đường báo hiếu đúng với giáo Pháp, biết được cái đạo hiếu, biết được những, hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, và trở về báo đáp thâm ân của cha mẹ theo đúng cái giáo Pháp,
theo đúng lời Phật dạy mới đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự an vui, cái sự bình an lâu dài. Vậy thì đối với những cái người con ở trên đời, có những cái người còn có mẹ cha ở hiện tại này, và cả những cái người mà cha mẹ mình đã quá vãng, nhưng những cái người nào mà có học đạo, có hiểu đạo, thì những cái người ấy có thể làm tròn được cái đạo hiếu cả đối với cha mẹ còn hiện tiền, cả đối với cha mẹ đã quá vãng, và cả đối với cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên. Đó là những cái ngày không phải là chỉ ngày rằm tháng 7, mà tất cả những cái ngày nào, tất cả những cái ngày nào trong cái cuộc đời này cũng là những cái ngày mình cần phải học đạo tu tâm. Mình cần phải nếu như mình có đến chùa thì mình sẽ làm được những cái việc phước thiện như lễ Phật tụng kinh, nghe giảng giáo pháp và thực hành những cái giáo pháp ấy. Thì khi mà một cái người có cái tâm thành kính, mình đảnh lễ Đức Phật, phát khởi nên những cái thiện tâm hợp trí tuệ, rồi những cái tâm thiện ấy là công đức, chính cái tâm thiện ấy là phước lành. Và những cái người con ấy có thể thắp lên những cái nén hương thơm, cúng dường hương hoa đăng trà quả thực, đó là những cái hạnh cúng dường. Cúng dường lên Đức Phật là một bậc ứng cúng, là một cái mảnh ruộng phước điền tối thượng ở trên đời, bởi vì Đức Phật đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, là bậc xứng đáng cho thế gian lễ bái cúng dường. Vì vậy, khi mà một cái người có cái tâm thành kính, đảnh lễ cúng dường lên Đức Phật và nghe giảng giáo pháp, tụng đọc lại những cái lời kinh để hiểu sâu hơn những cái lời pháp của Đức Phật, rồi sau đó sẽ suy tư, sẽ ghi nhớ những cái lời pháp ấy và áp dụng vào trong cái cuộc sống tu tâm. Vì có đến, có quy tam bảo, có đến với Phật pháp này, mình mới biết được những cái đạo lộ, những cái con đường tu tập, mới biết được những cái ân đức của Phật cao thượng, mình mới có thể biết được giữ gìn những cái giới hạnh để đi đẩy đạt được cái sự an vui hạnh phúc, hay là mình mới có thể hướng vào trong nội tâm để tu tập đoạn trừ phiền não. Cái người ấy có mình mà muốn đoạn trừ những cái phiền não khổ đau, mình cần phải có cái lòng từ bi bác ái. Muốn có cái lòng từ bi bác ái thì mình cần phải hướng đến tất cả chúng sinh, thấy tất cả những chúng sinh đáng thương, không khởi nên cái thù hận, không sân hận với ai. Vì Đức Phật có dạy rằng không, nếu thật khó để có thể thấy được một người nào, có thể tìm được một cái người nào trên đời này chưa từng là cha mẹ ta. Với trong cái vòng luân hồi bất tận như vậy, tất cả chúng sinh trên đời đều có những cái mối thân thâm ân, đều có là những thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp, đã từng là cha mẹ lẫn nhau. Vì vậy cho nên sống ở trên đời, mình không nên khởi nên một cái ác ý, mà phải có cái lòng từ ái đối với tất cả mọi người, đối với cái tất cả chúng sinh muôn loài. Như vậy, một cái người có đến học Phật pháp, có hiểu được Phật pháp này, mình mới thấy được cái cuộc đời này là giả tạm, mới thấy cái sự vô thường, mới thấy cái kiếp người nó mong manh. Cũng ở trong cái kiếp sống ngắn ngủi này, nếu như một cái người có học đạo tu tâm, sẽ tạo ra rất nhiều những cái công đức, những cái thiện nghiệp, những cái phước lành. Và mình có thể hồi hướng tất cả những cái công đức ấy, những cái công đức lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, tu tập ấy, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, đến những cha mẹ đã qua đời. Thì những người cha mẹ mình, có những người khi chết đã tái sinh về cái cõi thiên giới, có những người đã tái sinh về những cái cõi người, có những người thì tái sinh vào những cái cõi khổ đau như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Và trong rất nhiều đời nhiều kiếp, có rất nhiều cha mẹ như vậy, sẽ có những cái người chưa sinh về những cái cõi an lành mà còn ở những cái cõi khổ đau, vẫn còn có đang mong chờ những người con hiếu hạnh ở trên trần gian. Hãy làm nhiều việc phước thiện, hãy tu tâm học đạo, hãy lễ Phật cúng dường tam bảo để hồi hướng những cái công đức phước lành ấy cho cha mẹ. Thì
có thể chính cha mẹ mình đang hiện diện ở bên mình, có thể chính những cái bà con quyến thuộc đã quá vãng sẽ hiện diện ở bên mình, và những người ấy sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ, sẽ đồng thuận với những cái công đức ấy mà phát khởi nên cái thiện tâm. Nhờ cái thiện tâm ấy, khi mệnh chung ở cái cõi khổ đau, họ sẽ được sinh về cái cõi an lành. Vì vậy cho nên cái ngày lễ Vu Nan được gọi là Vu Nan Bồn. Vu Nan Bồn ấy có nghĩa là cái người con cúng dường những cái phẩm vật nên trước Tam Bảo thì nên được gọi là Vu Nan Bồn. Rồi từ cái công đức cúng dường ấy hồi hướng chia phước dâng lên những đấng sinh thành đã quá vãng và hiện tại, thì có rất nhiều những tích truyện ở trong quá khứ, những bậc thánh nhân, những bậc hiển nhân đã phổ độ những thân bằng quyến thuộc bằng các cái hạnh cúng dường Tam Bảo ấy. Có rất nhiều người thân của mình khi chết hóa sinh làm những cái loài phi nhân ngã quỷ, vẫn còn khao khát, vẫn luôn luôn có cái sự khổ đau thiêu đốt. Vì vậy vẫn mong muốn có được cái phước lành để giải thoát khổ đau. Những người ấy sẽ luôn mong chờ những con cháu mình còn sống tạo ra được những cái phước lành. Bởi vì trong rất là nhiều cái cõi sống, có hữu hình và có vô hình, có những cái cõi mà con người mình, cái mắt thường mình có nhìn thấy được, và có những cái cõi mà con người, cái mắt thường không nhìn thấy được, và có những cái chúng sinh ấy không tạo ra được công đức phước lành, mà cái cõi người này thì rất dễ dàng tạo ra những cái công đức. Đó là cái công đức của cái sự bố thí cúng dường, cái công đức của cái sự thọ trì tam quy ngũ giới, công đức của cái tâm cung kính, công đức của cái sự nghe pháp, của cái sự tu tâm. Rồi đem tất cả những cái công đức ấy hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc. Không những người quá vãng hoan hỷ tùy hỷ mà được hưởng những cái phước lành, mà cả những cái người còn sống ở trong hiện tại, mình có thể hồi hướng chia những cái phước mà mình đã tạo. Nếu như một cái người đi chùa lễ Phật, mình đã tạo ra được một cái phước thiện gì trong cái buổi lễ đi chùa ấy, mình đã có cái tâm thành kính, mình đã có cái sự cúng dường, mình đã có cái sự tụng kinh nghe pháp, tất cả những cái công đức mà mình đã tạo ra trong cái ngày lễ ấy, mình có thể chia sẻ hồi hướng đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng hoan hỷ, thì những cái người thân trong gia đình mình sẽ hoan hỷ với một cái người nào biết tu tập. Vì vậy nên cổ nhân có nói rằng nhất nhân hành đạo, cửu huyền siêu thăng. Một cái người trong một gia đình nếu có một người biết đạo, người ấy sẽ làm lợi lạc cho bản thân, làm lợi ích cho tất cả những cái người trong gia đình, cả những cái người thân còn hiện tại và quá vãng. Đó là cái hạnh hiếu ở đời, và có những cái hạnh hiếu nó vượt lên trên cái cuộc đời này, có những cái hạnh hiếu nó thuộc về cái pháp thế gian, có những cái hạnh hiếu nó thuộc về những cái pháp suốt thế gian. Như một cái người bình thường chỉ có đem đến cho cha mẹ cái sự niềm vui giả tạm, ngắn ngủi ở trong cái kiếp sống này. Nhưng với một cái người có trí tuệ, có học đạo, có hiểu cái giáo pháp của Đức Phật, sẽ mong muốn cho cha mẹ được cái đời sống hiện tại được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, nhưng lại cũng mong muốn cho cha mẹ sau khi thân hoại mạng chung sẽ thoát khỏi những cái nỗi đường khổ mà được sinh về những cái cõi thiên giới, được hưởng những cái phúc lành ở tương lai. Nhưng như vậy cũng chưa đủ, chưa xứng đáng, chưa cao cả cao thượng, mà những người con có trí tuệ sẽ hướng dẫn, sẽ khuyến khích, sẽ giúp đỡ cho cha mẹ mình đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, giải thoát ra khỏi cái dục giới, giải thoát khỏi cái sắc giới, giải thoát khỏi vô sắc giới, hướng đến niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Vì vậy cho nên là với một cái người khi mình làm bất cứ một cái việc gì, mình có một cái ước nguyện, nguyện đó là cái nguyện những cái công đức phước lành do mình đã cúng dường, do mình đã tu tập này, là cái pháp duyên, là cái phước duyên để cho bản thân mình được chứng ngộ niết bàn, cũng như là một cái người con hướng đến cho cha mẹ đến với Phật pháp,
để cho cha mẹ biết được rằng có những cái con đường, có những cái đạo lộ để đi đến Niết Bàn chấm dứt khổ đau. Thì đó mới là cái hạnh đại hiếu, đó là mới là những cái hạnh hiếu trong đạo Phật. Đạo Phật không chú trọng chỉ hướng đến cái sự an vui ở trong hiện tại này, mà hướng đến cái sự an vui, giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Vì vậy, đối với những bậc cha mẹ, hãy hướng cho con mình đến với Phật Pháp để con mình được học đạo tu tâm, thì sau này những người con ấy sẽ trở thành những bậc đại hiếu. Và đối với những người con khi còn cha mẹ thì hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để cho cha mẹ được học đạo tu tâm, để cho cha mẹ hướng đến giải thoát, chấm dứt khổ đau, và cũng như làm những cái việc phước thiện để hồi hướng những công đức phước lành ấy cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho ông bà tổ tiên cửu hiền thất tổ được sinh về cõi an lành. Đó là cái ý nghĩa của cái ngày Vu Lan báo hiếu, đã có từ ngàn xưa, đã có từ nhiều ngàn năm nay, vẫn được lưu truyền trên đất nước Việt Nam. Và hôm nay những người con Phật cũng trở về cái mái chùa này để tham dự cái buổi lễ Vu Lan này, để mình tạo ra được những cái công đức phước lành để hướng cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Thì trong cái buổi lễ này cũng như để mình ôn lại những cái lời Phật dạy về những cái phương pháp, về những cái đạo lý để mình thực hành cái hiếu hạnh và áp dụng những cái điều ấy vào trong cuộc sống để bản thân mình trở thành những cái người con hiếu, có thể báo đáp được thâm ân của cha mẹ và tất cả cùng hướng đến cái sự giải thoát khổ đau, đạt được cái sự an vui, hạnh phúc lâu dài. Thì đó là ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu, và đó cũng là những cái thời pháp thoại mà hôm nay sư về đây dự buổi lễ này, xin gửi đến tất cả các Phật tử, quý thầy cô về dự lễ, kính chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc và trở thành những cái người con đại hiếu, phổ độ được cha mẹ đến cái sự giải thoát an vui lâu dài. Xin cảm ơn.